Winnet không còn là chiếc tay côn trong phân khúc giảm giá sâu đậm nhất nữa anh em, mà hiện tại các dòng xe tay côn khác trong phân khúc Hyper Underborn và Underborn cũng đang mức giá loanh quanh với lại Winnet. Thì hôm nay mình sẽ làm clip báo giá cho anh em chi tiết các mẫu xe đó. Đầu tiên có thể nói là một chiếc xe tay côn mạnh nhất trong phân khúc 150. Với công suất cực đại tầm khoảng 18-19 mã lực cho một kiểu dáng thon gọn như thế này, xa chia từ 6X nay chỉ còn lại 4X thôi anh em, một cái mức giá cực kỳ hợp lý tại Minh Long Moto. Và hiện tại bên mình cũng có thể trả trước 20-30% thì anh em có thể nhận xe trực tiếp ngay cửa hàng luôn. Và nếu anh em nào chúng ta đang muốn cái thoải mái hơn trong mình trả hàng tháng thì anh em có thể trả trước 50% thì anh em sẽ nhận được cái gói ưu đãi hơn, và anh em nhận được cà về gốc nữa nha anh em đó. Nên hiện tại đây là Sachia nhập khẩu, anh em sẽ không có hai cái đèn lòi ra như thế này, đèn được giảm chỉ còn lại 4X thôi. Bên mình vẫn đang có các màu 2022 và 2023 đầy màu sắc cho anh em lựa chọn luôn, rất là thể thao. Và tiếp theo thì Sachia Việt Nam cũng không kém cạnh khi mà đã giảm giá của Sachia Việt Nam luôn anh em. Lúc trước thì anh em sẽ nghe mức giá lên quanh là tầm khoảng 5X đúng không? Nhưng bây giờ cực khủng luôn anh em, đang giảm gần 15 triệu. Đang giảm gần 15 triệu cho phiên bản Sachia Việt Nam này. Sachia Việt Nam thì anh em sẽ có hai cái đèn xi nhan lòi ra ngoài như thế này. Đó, và số khung nó tất nhiên sẽ khác rồi. Với cái mức giá Sachia Việt Nam này thì anh em sẽ lăn quanh chỉ còn 3X thôi anh em, và bằng một chiếc Winner X luôn anh em. Đó, bằng một chiếc Winner X để cho anh em chúng ta có thể không có thích thú cái phiên bản mà to như là Winner, thì anh em có thể chọn phiên bản nhỏ hơn như là Sachia Việt Nam này. Hiện tại thì các phiên bản màu của Sachia Việt Nam cũng giống như là phiên bản màu của Sachia nhập khẩu luôn, anh em có thể tha hồ mà lựa chọn. Riêng cái phần bản màu sắc màu trắng mà anh em sẽ đi với cái mâm vàng như thế này thì mình thấy cũng khá là bắt mắt, và khá ít anh em chúng ta chạy màu này. Nếu mà anh em chúng ta chạy màu này thì sẽ tạo được cái phong cách khác biệt so với lại các anh em tại thị trường Việt Nam. Không chỉ Sachia Việt Nam đâu mà Suzuki Việt Nam cũng đã giảm giá cái đứa con thân yêu của mình, đó chính là Rider, một anh em với lại Sachia luôn. Nói chung là hai phiên bản này chúng ta sẽ không có khác biệt vì nhiều về kiểu dáng động cơ, vẫn cho anh em cái công suất đại tầm khoảng 18-19 mã. Nhưng mà ở năm 2023 này mình đã trải nghiệm Sachia và cảm thấy xin lỗi anh em, và ở năm 2023 này mình đã trải nghiệm Rider và mình cảm thấy Rider người ta đã tinh chỉnh lại tí xíu về phần ga để cho anh em chúng ta lên ga nó mượt mà hơn, nó không có còn bốc và khó kiểm soát như lúc trước nữa, chỉ còn lại tầm 3X thôi anh em. Đó, bằng với giá Winner bây giờ hiện tại là giá đã bằng nhau hết rồi, lên quanh tầm khoảng 3X thôi. Ở trong cái thời buổi kinh tế khó khăn này, thậm chí anh em sinh viên chúng ta mới tập chơi, chúng ta cũng có thể đủ điều kiện để chúng ta sở hữu em này, nó không còn lăng tăng với anh em nữa. Sở hữu thì dễ thôi, anh em chỉ cần cầm căn cước công dân, anh em đến cửa hàng thì anh em đã sở hữu được cái dòng xe này rồi. Và hiện tại nó sẽ tùy theo cái mức giá ra biển số khác nhau nữa anh em. Anh em khu vực thành phố Hồ Chí Minh sẽ đăng ký thuế khác với lại khu vực ở tỉnh và ở huyện. Nên anh em nào chúng ta ở khu vực nào muốn biết giá chính xác thì anh em hãy comment ở phía dưới, mình sẽ có nhân viên hỗ trợ tư vấn cho anh em, vận chuyển xuyên tỉnh cho anh em luôn. Dù anh em ở xa, ở miền Tây hay là ở phía Bắc, bên mình vẫn có hội thể hỗ trợ vận chuyển cho anh em. Và tiếp theo, một dòng xe có thể nói là không mạnh của Honda nhưng mà cũng rất được anh em miền Tây và các anh em ở miền Trung chúng ta yêu thích, đó chính là Sonic. Bởi thiết kế bên ngoài có vẻ góc cạnh hơn, đẹp hơn nhiều, cái chi tiết sắc nét hơn là Sachia và Rider. Và hiện tại bên Minh Long Moto cũng đang hỗ trợ khuyến mãi cho Sonic này luôn, chỉ lên quanh tầm khoảng 4X thôi. Đó, nó đặt cân bằng với lại phân khúc Underborn rồi. Mình nghĩ đây là thời điểm thích hợp nhất để anh em chúng ta sở hữu các dòng xe này, tại vì mức giá này có thể thay đổi theo thị trường nữa nha anh em, có thể thay đổi theo thị trường nữa. Và mình thấy cuối năm là dịp người ta tại anh em á hay có tiền thưởng á, nên người ta đang xả để cho anh em sở hữu nhiều. Và mình đây là cơ hội tốt để anh em sở hữu ha. Còn anh em nào chúng ta coi clip này xong thời gian dài á, mình nghĩ anh em cần gọi số hotline ở phía dưới để anh em check giá kỹ hơn theo thị trường vào cái lúc mà anh em chúng ta đang coi clip này. Và tiếp theo, tất nhiên thì ngoài Winner X, Accenter cũng đang có những cái chương trình mà khuyến mãi để thu hút khách hàng, bao gồm là giảm 5 triệu cho các dòng Accenter từ năm 2023 trở về trước.
phiên bản 155 đó anh em. Cái phiên bản như là giới hạn nè, đó rồi phiên bản này là màu sơn lại nha anh em, rồi phiên bản kỷ niệm nè, phiên bản cao cấp, phiên bản tiêu chuẩn, thì mình đều giảm 5 cũ hết ở phiên bản 155 2023 trở về trước. Nó loanh quanh mức giá tầm khoảng là 3x tới 4x rồi anh em. Đó, nếu mà để so sánh đó, thì anh em sẽ có thêm một cái động cơ 155 có VVA, đó có thêm những cái trang bị để hỗ trợ anh em hơn, như là đồng hồ LCD nè, có khóa thông minh. Và ngoài ra thì ở phiên bản này anh em sẽ có nhiều màu sắc để lựa chọn hơn, tất cả cái dòng như là Sachi, Sonic, Winner. Đó, anh em có thể thấy nè, anh em đi một vòng, anh em thích màu nào anh em có thể lựa chọn màu đó luôn. Ngoài ra bên mình vẫn có kết tầm màu lại như ở phiên bản này, anh em đã thấy bên mình hiện tại đang kết tầm là màu tím 3D cho anh em nào quan tâm. Và ở đây thì anh em sẽ có cái tem, tem này tem sơn luôn nha. Thì tem sơn thì nó sẽ có ưu điểm là nó sẽ bền hơn, nó sẽ không có bị bong chóc theo thời gian anh em khi mà anh em va quẹt. Rồi, và tiếp theo thì bên mình vẫn có các dòng Accenter 150 luôn, nếu mà anh em quan tâm thì nó cũng lanh quanh tới tầm khoảng 4x. Và hiện tại Accenter 150 này vẫn chưa có chương trình khuyến mãi gì nhiều đó, nên anh em nào chúng ta vẫn thích các mẫu cũ thì anh em có thể đến ngay Minh Long Moto. Và bên mình vẫn có mệnh kinh nữa anh em, đủ phiên bản màu luôn ha. Và trên đây là mình báo giá của các dòng Underbond và Hyper Underbond đang khuyến mãi sâu đậm nhất ở cuối năm 2023 dành cho anh em đang quan tâm. Và clip này ở trong tháng 10, anh em nào chúng ta đang coi clip này vào sau cái thời điểm nó tầm khoảng 1 tháng 2 tháng, mình nghĩ anh em nên check giá qua số hotline phía dưới sẽ an toàn hơn cho anh em. Khi anh em chúng ta tham khảo giá ok rồi, anh em hãy đến cửa hàng nha. Cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi, đừng quên nhấn like, subscribe kênh Minh Long Ô Tô. Mình sẽ làm những cái series báo giá như thế này để cho anh em nắm bắt giá thị trường tốt hơn. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.